Đến với triển lãm mặt nạ mặt, các em nhỏ được thực hiện mọi công đoạn để làm ra một chiếc mặt nạ, từ pha màu đến hoàn thiện sản phẩm. Nhiều bạn nhỏ đã rất háo hức đến đây từ sớm, em Thảo Chi là một trong số đó. Công đoạn đầu tiên là em sẽ phải pha màu và trộn màu với nhau và vẽ và sơn lên. Em có thích hoạt động này bởi vì là nó rất là thú vị và hay. Nó cho em được có những trải nghiệm về mỹ thuật và phát triển tài năng của mình. Tôi nghĩ là đây là một hoạt động rất là ý nghĩa và bản thân các con cũng rất là thích thú và con cũng qua đây là con cũng hiểu thêm một chút xíu một phần nào đấy. Đây cũng là một phần trong cái sự tích ngày Trung Thu của các con nên là các con rất là hào hứng khi mà tham gia này và bản thân con gái mình thì cũng rất là thích vẽ nên là bất cứ hoạt động nào mà liên quan đến hội họa thì bạn ấy đều rất là thích. Nhiều bậc phụ huynh đến đây không chỉ đơn thuần muốn đưa con tham gia một sân chơi bổ ích mà còn muốn thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật thể hiện chân dung, nội tâm của những nhà họa sĩ với nhiều cung bậc cảm xúc, đầy tâm trạng và biến ảo. Triển lãm này cũng chính là sự tiếp nối ý tưởng của nhóm họa sĩ G39 từ triển lãm mặt được tổ chức vào năm 2015. Thứ nhất là một cái triển lãm tranh chân dung cộng với cả mặt nạ của người lớn. Ý nghĩa thứ hai tức là các họa sĩ vẽ mặt nạ trực tiếp. Ý nghĩa thứ ba là dạy các con cùng vẽ mặt nạ với mình. Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại ngày một phát triển, những sân chơi mang đậm nét văn hóa dân gian ngày càng thiếu vắng, thì những hoạt động như thế này giúp các em nhỏ hiểu thêm về mặt nạ nói riêng, cũng như Tết Trung Thu và nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam nói chung.